Mồm chó vó ngựa, vừa ăn cướp, vừa đánh trống vừa la làng mà vừa ăn cướp. Coi như là nếu mà ở bên này ý, một khi mà cảnh sát mà nó dừng lại như vậy ý, mà bà mà đàn đàn không cần biết đàn ông hay đàn bà nhé, mà hô hào như vậy đấy là người ta tưởng là kiểu cái người mà la hét lên hay là vừa đánh trống vừa ăn cướp ấy. Bên này với con người bên này nhé, thì nó lại nghĩ là cái người thần kinh không được bình thường. Nó nghĩ là người bị thần kinh, đâm ra người ta mới lăn xuống đất la. Ôi rồi mình thấy người ta coi như bổ xẻ xuống đất, coi như nằm 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 xuống đất ăn vạ dưới đất. Mình thấy con người gì mà con người coi như là không có ý thức, không có lịch sự thế nào cả, như một con người mà bị thần kinh ý. Nếu mà so bên này đấy là nó đánh giá là một con người là bị thần kinh đấy. Vừa coi như mồm mồm vừa như mình nói là vừa đánh trống vừa ăn cướp đấy, la làng kinh khủng. Mà công an Việt Nam quá dễ, về luật pháp quá dễ dàng đi, quá quá dễ. Tại tại vì ở bên này một khi mà cảnh sát nó mà dừng mình lại nhé, thì là thôi khỏi nói chuyện, muốn tham gia hay là muốn trình bày một cái gì đấy, ra tòa thuê luật sư. Chứ không, cái lúc mà nó dừng mình lại ấy, không phải cái lúc để mà phân vua. Ở bên này không biết, bên này không có chữ phân vua mà không có chữ thông cảm, hai cái đó là nó không có. Đâm ra thành muốn một cái gì, yêu cầu một cái gì đấy là ra tòa, thuê luật sư ra tòa, phân vua với ông trấn án, chứ không có phân vua với cả cảnh sát. Mở mồm ra, dân ở bên này nó nhìn thấy cảnh sát nó hết hồn, nó nhìn thấy cảnh sát là nó sợ hơn là cha nó chết. Vì là nó sống nó rất là có ý thức, nó sống nó rất theo luật. Đâm ra thành nó rất là sợ về cảnh sát, chứ không phải như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình cái gì mà cảnh sát với cả nhân dân mà cãi nhau cứ như ở tay đôi ý. Mình thấy quá dễ dàng, quá sợ, quá coi thường pháp luật. Việt Nam mình là dân coi thường pháp luật đấy, quá quá dễ đi. Phải ra thẳng tay, không có thương lượng, càng thương lượng bà con mới ăn vạ như vậy. Còn đâu không thương lượng nhá, làm đúng luật nhá. Bên này là người ta làm đúng luật, đúng, không có thương lượng bên này. Một khi nó đã dừng mình lại ý, thứ nhất là mình không được phân vua, thứ hai nữa mình không được giải thích một cái gì hết, thứ ba nữa không có là để tôi thông cảm đâu, không có cái câu thông cảm. Vì vậy mà coi như là một khi mà nó Việt Nam mình coi trên mạng buồn cười cái là như thế này, cảnh sát mà dừng lại ý, là bà con cứ cầm cái phone bảo nhau, ô quay video đi, quay video đi. Bên này nhá, nó bắt chấp, nó mà làm đúng luật rồi nhá, nó dừng mình lại rồi nhá, nó cấm mình làm quay video luôn, nó bảo bỏ video xuống. Mình không bỏ cái gì, nó hất tay, nó hất video, cho video rơi xuống ngay, là cái phone đấy, là cái phone nó hất xuống, cho rơi xuống. Mà mình chống lại nói gì là nó lúc ấy là nó lấy cái cớ ấy đấy, để nó ghì mình xuống, để bắt đầu nó khóa tay số 8 đấy. Chứ không phải như Việt Nam đâu. Việt Nam đi theo đuổi cảnh sát, quay video. Mình bảo vô lý vậy, mẹ cảnh sát sao lại hiền vậy. Cảnh sát Việt Nam quá hiền, đâm ra để cho dân làm loạn. Mà dân thấy cảnh sát hiền, dân lại làm tới, cứ bảo nhau là quay video. Mình bảo làm đúng luật cho mày quay, không có gì đáng sợ. Cái video cho mày quay để làm chứng luôn cho cảnh sát. Chứ mày vô lý, sống không có luật pháp, sống không có tôn trọng về luật cả, thì chỉ có sống luật rừng thôi. Sống bất kể một quốc gia nào, bất kể một xã hội nào, bất kể một chỗ nào mình đi ra có nhân dân là mình phải theo luật. Chứ không phải là cứ Việt Nam mà phải theo luật, hay là bên Tây này. Đấy, bên Tây này người ta sống rất là theo luật pháp.
này ở đâu mình sống mà mình có luật ý, thì không ai làm gì. Thực ra mình không có luật, người ta phải Thì dùng ở hành đây động thôi. nè chị, chị nói đó, thì ở đây là những cái người mà đàng hoàng á, cái những cái người mà đàng hoàng mà sống ở trong mà hiểu luật á, thì họ không bao giờ họ làm những cái điều đó. Ví dụ như công an giao thông tỏi Đúng rồi, thì người mà có ý thức không ai. không bao giờ ai làm những cái chiêu trò đó. Những cái chiêu trò đó là những cái kẻ mà gọi là dân chủ bụi á, Vô ý thức. còn mình nói thẳng ra là những kẻ phản động thì nó đúng hơn, chứ còn không phải là những người nào mà cũng tới lực pháp. Em nói là cái thứ nhất, sống ở trong đất nước Việt Nam, cái bộ luật nào ra thông qua thì chúng ta phải nắm bắt được cái bộ luật đó ngay. Cái thứ nhất, cái em nói thẳng chị nè, rồi nó cũng có cái này, nó cũng có đủ thứ, cái cung cái cầu của nó, thì cái đó nó đều có hết chứ không phải là không có. Tại vì mình nhét cho người ta thì cái điều đó là những cái nhà xe mà gọi là người ta kinh doanh đó. Rồi có nhiều người đó, nhét cho người ta ăn rồi bắt đầu mau quay lên cái clip chửi người ta. Em nói đây này, nếu cái luật thì những kẻ đó, em nói chị, cái thứ nhất cái bằng lái họ không bao giờ họ có, cái bằng lái họ không bao giờ họ đi học mà họ thi được, thì họ mua, người ta thấy tội nghiệp quá rồi người ta thông cảm cho, nhưng mà mình ngược lại mình không thông cảm cho người ta đó. Còn đối với em nói thẳng ra, em bước ngoài xã hội, em chạy xe rất là nhiều, nhiều nơi nhiều chỗ em đi cũng rất là nhiều, tại vì em đi làm, thì công an hỏi em thì là chuyện bình thường rồi đấy. Rồi bây giờ mình tới đó, giờ công an hỏi mình đưa vô mình trình giấy tờ, mình chạy có đúng hay không. Nếu đúng luật của mình thì mình biết rồi, mình sai luật mình biết rồi, chứ mình đừng có cố chấp cái này. Tại những kẻ gọi là dân chủ cụi, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái loại phản động, cái loại mà không có ý thức, thì nó dở đủ chiêu trò để nó phá hoại, đó là thế đó. Nó lấy cớ. Mình thấy cái luật pháp Việt Nam quá sướng, vì luật pháp bên này nó là nghiêm khắc, nó làm nó không có thương lượng, mà nó làm là nó làm thẳng tay chứ nó không thương lượng ai cả. Việt Nam mình phải phải như thế nào, phải thay đổi luật pháp phải nghiêm khắc chứ còn đâu, không thể để thế được. Một khi bà con mà cứ lăn xuống đất hay là muốn ăn vạ ấy mà tống lên xe, ở bên này là như vậy đấy. Một khi ăn vạ như thế nhá, nó tống lên xe cảnh sát ngay, nó không để cho nằm ăn vạ thế đâu, Anh Vũ không có Kha, thể để. em đang ở Long Thành anh đó. Ở gần ngay cái đường chợ máy Long Thành đi vô á anh, đường vô Bình Sơn. Như Việt Nam đâu, Việt Nam mình thấy quá dễ, đâm ra thành bà con quá trớn. Mà cái bọn bên bên Mỹ đấy, nó thấy mình quá tự do đi, thành nó không phải là nó không biết Việt Nam mình tự do đâu, nó biết Việt Nam mình rất tự do, nó biết đấy, nhưng mà nó vẫn cứ che đậy đi để mà nó cứ vu vạ ăn đứng dựng ngược. Việt Nam là coi như là đàn áp với dân, đâu có đàn áp dân đâu, đàn áp dân thì dân đâu có dám 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 hành động vậy đâu. Rồi là ác với dân phải hiền với giặc. Chúng nó mở mồm sao ngu thế? Nếu một khi hiền với giặc thì làm sao mà còn giữ được đất nước nữa? Việt Nam mình nói đúng ra là hiền với dân mà ác với giặc. Có ác với giặc thì mới đuổi được thằng Tàu ra khỏi nước, mới giữ được cái đất nước Việt Nam hòa bình như vậy. Còn đâu một khi mà hiền với giặc nhá, thì ông Tàu ông đã chiếm từ bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ nữa đâu. 43 năm giải phóng là ông Tàu ông đã sang ông chiếm rồi. Ông chiếm bao nhiêu lần mà chiếm không được. Đấy, hiền đấy. Nếu mà một khi hiền với giặc đấy thì là đã mất nước rồi. Sao chúng nó mở mồm ngu thế? Việt Nam mình chính ra ấy là rất hiền với cả dân, nhưng mà rất là giữ với cả giặc. Có giữ với giặc thì mới đánh thắng giặc Mỹ, mà có giữ với giặc thì mới đuổi được thằng Tàu ra khỏi.
chứ còn đâu không không nếu mà hiền với thằng giặc nhá thì thằng Tàu nó đã chiếm bao nhiêu năm nay rồi, chứ không để đến Việt à, không để Việt Nam tự do đến ngày hôm nay đâu, thấy không? Đâm ra thành chúng nó cứ bịa đặt lên là ác với dân, hiền với giặc. Mình thấy công an Việt Nam, chính phủ Việt Nam quá hiền với dân, hiền quá hiền đi. Đâm ra thành dân đòi, dân coi như đòi hỏi quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều, tự do, quá tự do, đâm ra thành quá trớn. Việt Nam mình phải thay đổi luật pháp, chứ còn đâu cứ để như thế thì dân làm loạn à. Mà mùng 2 tháng 9 này này, nó mà coi như đứa nào mà muốn làm khủng bố đấy, làm thẳng tay cho tù thật là nặng, chứ không phải là tù 1 năm 2 năm vài năm xong rồi cho ra đâu. Phải thẳng tay cho bọn này, nó chống mắt nó coi, mà nó làm cái cuộc biểu tình này mà nó làm khủng bố đấy thì là coi như là nó quá ngu tối đi. Nó phải nghĩ đến đời con đời cháu nó, sau này con cháu nó bị ảnh hưởng về ba đời, nó phải nhớ là ba đời. Một khi con cháu nó muốn làm về cho chính phủ hay muốn làm gì, sau này học hành ra mà coi như là bố làm khủng bố thế, làm sao mà được vào trong chính phủ làm? Không ai nhận chúng nó cả. Đâm ra thành chúng nó làm cái gì phải nhớ đến đời con của chúng nó. Đừng để ảnh hưởng đến đời con mình thì lên làm. Mà nó làm mà để ảnh hưởng đến đời con chúng nó ấy, thì đừng lên làm. Đừng có ngu tối, đừng có mà mù quáng vì vài đồng bạc mà ảnh hưởng cho cả cuộc đời của con mình, có đáng không? Có đáng để chúng nó làm vậy không? Đâm ra thành chúng nó một khi nó làm vậy thì nó đúng là không có đầu óc, hoàn toàn không có đầu óc nó mới như vậy, chứ còn đâu có đầu óc không bao giờ ai như vậy. Người ta còn phải nghĩ về sau này đời con mình, nó học xong rồi nó ra, nó có công việc làm của chúng nó, cũng như là chẳng hạn như bên này này, hôm mình nó nghe thấy thằng Trương Chột đấy, nó xui cái cậu sinh viên ở tại Việt Nam mình ấy phone cho nó xui cậu ấy là bây giờ viết các tờ giấy, viết các tờ thư cho toàn trường đại học ở tại Việt Nam, viết cho các trường để bảo nhau đứng lên làm khủng bố. Mình nghĩ bụng mình bảo cậu này mà làm thế là cậu chết rồi. Làm thế sau này mà học xong ấy không bao giờ muôn thuở cả đời, muôn thuở không bao giờ có công ăn việc làm, không ai dám nhận. Thứ nhất, thứ hai nữa, cậu ấy nói là ở Việt Nam học xong ra không có việc. Nó nói thế là nhầm hoàn toàn. Nó học giỏi xem nào, chẳng qua là nó học dở thì ra đúng là không có việc thật, cũng như học sinh đại học bên này cũng thế này, học xa ra trường còn phải đi làm McDonald's, học ra trường còn phải đi làm xây dựng, học đại học đấy nhá, chứ không phải học college đâu nhá, không phải học 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 về college mà ra mà phải đi làm ở McDonald's đâu nhá. Kể cả bên Canada, học đại học ra đừng có tưởng là ra mà có việc đâu, ra rồi cũng phải đi tìm việc khác mà làm thôi, mà việc này lại đi làm tay chân tay thôi, chứ không phải là mỗi Việt Nam học ra mà không có việc đâu. Kể cả Canada, kể cả Mỹ, theo cái trình độ của mình, theo cái khả năng của mình, chứ không phải là ra học xong rồi đòi hỏi là phải có việc cho mình ngay được. Bên này thì hiếu gì người học xong ra đâu có việc. Bao nhiêu học sinh học ra không có việc để cho người ta làm. Chứ đừng có coi như là cứ nói là Việt Nam không có việc, Việt Nam không có việc cho dân. Không riêng Việt Nam mà kể cả Canada, kể cả Ottawa đây này. Bao nhiêu đàn bà, con gái, thanh niên, đàn ông, thanh niên học ra đại học mà không có việc, mà phải đi làm, biết đi làm ở đâu không?
đi làm McDonald's. Mình bảo ôi trời, học đại học xong mà ra làm McDonald's à? Nó bảo tại vì tìm không có việc. Thì bây giờ cứ có việc nào là nó đi trước, cứ có việc nào là người ta làm trước thôi, chứ đâu phải là học ra đại học mà đòi hỏi phải có việc ngay đâu. Theo cái khả năng của mình, theo cái trình độ của mình, chứ không phải là cứ học ra là đòi có việc. Đúng rồi, ở Việt Nam thì cũng vậy. Bây giờ cũng như em nói chị nghe nè, bây giờ mình nói đây để cho cái những kẻ mà gọi là hô hợp nó nghe, lũ ba que ở đây, nếu ai bước vô ở bên cái quân đội, em nói chuyện đơn giản ở đây á, là Việt Nam bên quân đội tuyển sinh không phải dễ dàng giống như mọi người nghĩ. Ở trong quân đội rất là khắc khắc gao, chứ không phải Khắc là chuyện khe. tình, vì á người ta biết tại sao, từ cái ba đời, hai đời, ba đời gia đình tốt, chứ không phải anh là gia đình ngụy chấp nhận anh. Nếu hai ba đời của anh mà không có một cái thành tích nào đối với đất nước này, thì ai tin tưởng anh giao phó anh một cái việc, cái chuyên trách, cái chuyên ngành đó ở trong cái nhà nước. Thì mình đừng có bao giờ mình lên đây mà mình nói là tại sao mình không thể được. Chúng tôi là người dân bình thường ở tại trong đất nước chúng tôi đây cũng như thế thôi. Mình làm việc tốt thì đảng nhà nước thì người ta mới quan tâm mình, với cái đúng, cái đó là cái điều đúng. Còn cái thứ nhất, trình độ văn hóa anh không đủ tới cái tới đó, mà anh cứ đòi một hai ba, anh đòi hỏi là anh phải anh đòi làm. Ở đây chưa bao giờ, còn học học hành cũng vậy, mình thi đậu đại học, cái chuyên ngành của mình chuyên ngành gì mình tự mình lựa chọn. Mình bước ra ngoài xã hội mình đi không đi làm được cái công việc gì đó của mình, thì mình cũng phải chấp nhận, mình chịu, chứ mình đừng có than than danh trách phận ai hết trơn đó đi chị. Thì bất kể một nước nào cũng vậy thôi, mình học mình phải, kể cả mình học đại học, nhưng mà trong cái học của mình phải vượt qua cái mức người ta đòi hỏi thì mình ra mình mới kiếm việc được dễ dàng, chứ không phải là mình học ra. Bao nhiêu người học ra làm gì có việc, kể cả bên này cứ nói tư bản, chứ tư bản nó cũng xét lý lịch, chứ không phải tư bản mà nó không xét lý lịch đâu. Nó muốn cho mình vào chính phủ làm, nó cũng điều tra cái lý lịch của mình, mà nó bắt đầu nó điều tra rất kinh khủng đấy. Như chẳng hạn con mình đây này, cháu nó làm ở trong chính phủ đấy, nó phải gửi giấy tờ để đi điều tra về 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 lý lịch của cậu này, có làm lên 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 bậy bạ không, mà có làm trộm cướp không, có làm ăn, có làm cái có theo đảng này đảng kia, hay là hội kiểu như bụi đời không. Nếu mà một khi dính vào cái hội mà về 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 phạm pháp, về luật pháp đấy, thì không bao giờ được có việc trong chính phủ nhé. Bên này là như vậy đấy, đừng nói tự do. Tự do nó cũng xét ba đời lý lịch đấy, chứ không phải là tự do mà bất kể học ra trường mà nó cho vào làm cho chính phủ ngay đâu. Tại vì con mình đấy, nó làm cho chính phủ, nó làm cho tòa án đấy, đâm ra thành cậu ấy, lúc nào đi đến đâu là phải xét lý lịch đến đấy, chứ không phải dễ dàng như mọi người ở Việt Nam, tại Việt Nam nghĩ là ô bên Canada là học xong là ra có việc. Không có đâu, học xong xong mình cũng phải xét về lý lịch của mình, mà học học xong rồi xem cái con người của mình có đủ khả năng để coi như là quản để làm được cái công việc ý không, chứ không phải là học xong mà dễ dàng có việc như vậy được đâu.
Người Anh ta có đôi lúc người ta giao việc cho mình, nhưng mà mình có trách nhiệm làm được cái công việc ấy không? Cái cậu bé cậu nói là cậu ấy học xong là Việt Nam học cũng bằng thừa. Bên này cũng vậy thôi, bất kể một quốc gia nào. Học xong bên này rất là nhiều người học xong người ta rất bức xúc, nhưng mà người ta cũng không làm như vừa như là Việt Nam mình, coi như là có rồi cứ đổi tại cho không xong cũng cứ đổi yển tại chính phủ cô láo đi, có ai mà như vậy. Mà ở Việt Nam mình rất là sung sướng, rất là tự do, có tự do bà con mới lên được diễn đàn này, chứ không tự do làm sao bộ ngày xưa làm sao mà được như thế này. Đấy, được như thế này rồi mà nó vẫn còn đòi hỏi hơn, mà nó vẫn còn kêu là chưa được tự do. Đâm ra thành ngày mùng 2 tháng 9 này, bây giờ nó rời đến ngày mùng 4 tháng 9 là xuống biểu tình đấy. Mình bảo là chúng mày về đi, về 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 với bà con, nếu mà một khi mày thương bà con như vậy, về với bà con xong biểu tình cùng với bà con. Đấy, đấy là mày thương dân đấy. Thương dân, thương thương đồng bào, muốn giữ tổ quốc gì? Về về cùng với bà con xuống mùng 2 tháng 9 này này. Xuống mà biểu tình. Mình hứa với Thanh Thanh là nếu mà thằng Tân Thái đấy với cả thằng thằng Trương 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 Chột ấy, nó mà về Việt Nam đấy, mình về cùng với nó đấy. Kể cả lúc này mình rất là bận đấy, mình rất là bận, mình không có thời gian đâu. Tại vì cái công việc của mình bận lắm. Mà mình phải rời cái chỗ công ở chỗ 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 làm của mình đấy. Thành mình rất bận, mà một khi chúng nó về để mà nó chống cộng, mà nó thương đồng bào đấy, mình hứa mình sẽ về cùng với chúng nó, mình sẽ chung tay với chúng nó đấy. Nó chỉ ở bên đi nó bố láo, nó chỉ bỏ tù bà con thôi, nó dám về không? Bản thân nó không dám về, mà nó cứ họ Em nói chị là Tân Thái, Benny Chột á, với BD đi Sa Vũ á, qua cái thằng Ly Xà cái gì, nó là đàn ông chứ nó đâu phải con đàn bà đâu. Nó là thằng đàn ông mà trông trông thì nó mà ghê tởm. Đàn bà nào mà như vậy. chứ em bảo đảm với chị là không bao giờ dám về Việt Nam, em dám chắc luôn. Bố nó cũng chả dám về Tại đâu, vì nó chỉ mờ, nó chỉ nó em vô diễn đàn nó chỉ đó em sủa như vậy thôi. Nó chỉ sủa vậy thôi, nhưng mà bố nó cũng chả dám về. Nó không dám về đâu. Đâm ra mình bảo là kể cả mình bận mà nó về, mình về Việt Nam mình gặp nó tại Việt Nam đấy, mình hứa đấy. nhưng mà Xem mày dám về nó không? về không được, mà nó xúi, mà cái lũ ở trong nước này á, lúc mà phản động trong nước này nó nghe nghe đó đi làm bậy, nó là thế không à, chứ còn thật sự ra nó đâu dám về. Lúc nào cũng kêu gọi, lúc nào cũng chửi bới, coi như là ngửi những người lãnh đạo của trong đất nước của mình nghe mình rất là bức xúc. Những cái lũ khốn kiếp này không phải nói, nếu mà nói chung ra, nếu mà thật sự ra cái đó mà gặp ở Việt Nam thử coi coi nó cỡ mức độ nào.